Xin chào tất cả các bạn. Xin tự giới thiệu, mình là Jenny đến từ công ty du học MK Global chuyên về du học Úc và Canada. So hi everyone, can we say hi to all the audiences here? Chào Hello mọi everyone. người. Hiện tại thì mình đang thấy là có 25 người tham dự ấy, là chúng mình có thể là đợi thêm một vài phút nữa thì để các bạn có thể là tham dự đông đủ hơn thì mình sẽ bắt đầu chương trình luôn nhé. Mình lời đầu tiên thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian tham dự buổi talk show online về du học Úc khối ngành truyền thông và marketing ngày hôm nay. Và trong thời gian chờ đợi thì mình xin được giới thiệu luôn nội dung của buổi talk show của chúng ta ngày hôm nay. Thì buổi talk show của chúng ta sẽ bao gồm 3 phần. Phần đầu tiên chính là phần giới thiệu và giao lưu cùng với 4 vị khách mời rất là đặc biệt trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng mình sẽ được nghe những chia sẻ của chị Alice về xu thế học khối ngành truyền thông và marketing này tại Úc nữa. Và trong phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng bước qua phần Q&A với các vị khách mời và chuyên gia của chúng mình. Q&A giữa EMK và các vị khách mời, các vị chuyên gia của chúng ta. Và đặc biệt là trong phần cuối cùng sẽ là phần giải đáp tất cả các thắc mắc và câu hỏi mà các bạn gửi đến dành cho chương trình. Thì nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc hay là câu hỏi gì thì đừng ngần ngại, chúng mình có thể đặt ngay ở dưới hộp chat box ở dưới này để có thể được giải đáp vào phần cuối nhé. Và buổi chia sẻ và giao lưu của chúng ta ngày hôm nay thì có sự tham dự của hai vị khách mời mà là đại diện nhà trường bên Úc. Chính vì vậy mà hai vị đại diện sẽ nói tiếng Anh nên chương trình sẽ cố gắng là dịch lại song ngữ dành để cho các bạn dễ theo dõi hơn. Câu hỏi các bạn có thể là đặt bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt cũng được thì chúng mình có thể là hỗ trợ chuyển sang tiếng Anh để có thể gửi đến các vị chuyên gia của chúng ta. Có lẽ là cũng không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa ấy, thì chương trình của chúng mình xin phép được bắt đầu luôn. Như các bạn có thể thấy thì việc học ngành truyền thông kỹ thuật số và marketing nói chung và việc du học khối ngành này nói riêng thì đang trở thành một cái xu thế mà có sức hút chưa hề giảm nhiệt đối với các bạn. Và EMK cũng nhận được rất là nhiều những thắc mắc và quan tâm của các bạn về việc du học khối ngành này nên là EMK đã tổ chức ra buổi talk show ngày hôm nay. Thì buổi talk show của chúng ta có sự tham dự của các vị khách mời rất là đặc biệt. Đó là hai chuyên gia đến từ trường Buckley College, một trường chuyên đào tạo về khối ngành truyền thông báo chí marketing tại Úc. Và thứ hai đó là chị Alice Nguyễn, là giám đốc điều hành của EMK Global tại Úc. Và đặc biệt là cuối cùng đó là có Hoàng Anh. Hi Hoàng Anh. Hoàng Anh, mình có thể bật cam lên cho các bạn để chia sẻ giao lưu cùng tất cả các bạn ở chương trình ngày hôm nay không Hoàng Anh ơi? Và đặc biệt là Hoàng Anh thì Hoàng Anh đang là du học sinh Úc, khối ngành truyền thông, kỹ thuật số tại trường Buckley College. Vâng, các bạn có thể đợi mình một chút, mình sẽ chia sẻ cho các bạn trên slide ngay đây để các bạn có thể xem chi tiết về các vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay nhé. Vị khách mời đầu tiên của chương trình đó là thầy Bart. Hi Bart, can you Hello, welcome see everyone. the Thanks for students joining. here? Yes. Mr. Bart đến từ trường Buckley College thì về bằng cấp thì thầy Bart đã tốt nghiệp thạc sĩ Marketing Quốc tế của Đại học Deakin và hiện đang làm phó giám đốc phòng tuyển sinh quốc tế tại trường Buckley College. Và thầy đã có kinh nghiệm 14 năm trong lĩnh vực marketing và truyền thông và tuyển sinh quốc tế tại các trường. Và vị khách mời thứ hai của chúng ta đó là cô Emily. Cô Emily thì đã tốt nghiệp thạc sĩ quan hệ công chúng tại trường Đại học Sydney, một trong những trường đại học trong top G8 của Úc đấy. Và hiện nay thì cô đang làm quản lý cấp cao tại văn phòng tuyển sinh quốc tế của trường trường cao đẳng Buckley. Cô đã có kinh nghiệm 7 năm trong lĩnh vực marketing tại các tổ chức giáo dục quốc tế. Và vị khách mời thứ ba của chúng ta, xin lỗi các bạn, đó là chị Alice Nguyễn. Hiện tại chị đang là giám đốc điều hành của EMK Global, trụ sở tại Úc. Và chị đã tốt nghiệp thạc sĩ nhân quyền Đại học Sydney,
Và cũng như là gần đây thì chị có hoàn thành chứng chỉ hành nghề luật sư di trú tại Úc rồi. Đặc biệt là chị có kinh nghiệm hơn 10 năm dành cho lĩnh vực di trú và giáo dục tại Úc. Và cuối cùng thì cũng không kém phần quan trọng, đó chính là Hoàng Anh. Thì Hoàng Anh hiện nay đang là sinh viên khóa truyền thông kỹ thuật số của trường Berkeley. Thì không biết tất cả các vị khách mời chúng ta có thể là dành thời gian chia sẻ cho các bạn tham dự buổi ngày hôm nay, thì rất là cảm ơn các vị đã dành thời gian. Vâng. Xin chào mọi người. Slide của mình. Vâng. Như vậy thì với những kinh nghiệm rất là dày dặn từ hai vị chuyên gia của chúng ta cũng như là chị Alice Nguyễn, người đã có kinh nghiệm rất là nhiều năm trong lĩnh vực du học và di trú, và đặc biệt là Hoàng Anh với trải nghiệm thực tế ngành học truyền thông kỹ thuật số tại Úc, thì chương trình hôm nay hy vọng là sẽ mang lại cho các bạn rất là nhiều những thông tin bổ ích về việc học cũng như là cơ hội thực tập và thông tin về khối ngành này. Để tiếp theo chương trình này mình xin được giới thiệu đôi nét về EMK Global, chính là đơn vị tổ chức lên chương trình ngày hôm nay. Như bạn có thể thấy thì EMK Global là viết tắt của Education and Migration Knowledge Global, chính là chuyên gia tư vấn du học và định cư toàn cầu. Và EMK hiện nay thì có trụ sở chính tại Sydney, và ngoài ra thì có hai trụ sở khác nữa tại Hà Nội, Việt Nam và Pakistan. Và EMK thì là đại diện tuyển sinh của hàng trăm trường tại Úc, nên là có thể hỗ trợ nộp hồ sơ cũng như là xin học bổng cho các bạn rất nhiều các trường hiện nay tại Úc. Và EMK thì có thể giúp gì cho bạn? Chúng tôi sẽ giúp các bạn xây dựng lộ trình du học tiết kiệm và hợp lý, và đồng hành cùng du học sinh trong suốt quá trình học tập và làm việc tại nước ngoài. Với trụ sở tại Sydney thì EMK sẽ không chỉ giúp các bạn apply học bổng, apply và xin vào các trường, các bậc học khác nhau như là phổ thông, cao đẳng, đại học và thạc sĩ, tư vấn chọn ngành học, hỗ trợ học xin học bổng cho các bạn, xử lý hồ sơ, luyện phỏng vấn và trang bị kỹ năng hành trang trước khi lên đường sang Úc cho các bạn, mà EMK còn hỗ trợ bạn trong suốt quá trình học tập và làm việc tại Úc nữa. Các dịch vụ của EMK gồm có như là hỗ trợ đặt vé máy bay và đưa đón sân bay dành cho các bạn, tìm nhà ở, homestay cho các bạn dưới 18 tuổi, hỗ trợ chuyển trường, gia hạn visa du học và làm thủ tục visa du lịch thăm thân dành cho phụ huynh khi mà muốn sang Úc để thăm các bạn học sinh, sinh viên ở đây. Như vậy thì các bạn có thể là liên hệ EMK trên page Facebook, hoặc là liên hệ trực tiếp với cả chị Alice Nguyễn để có thể được nhận được sự hỗ trợ thêm. Thì tiếp theo chương trình thì mình xin được mời chị Alice Nguyễn giới thiệu về xu thế học khối ngành truyền thông marketing tại Úc, cơ hội việc làm cũng như là một số trường đào tạo tốt ngành này ở Úc được không ạ? Xin mời chị. Xin chào các bạn. Các bạn chờ một xíu nhé để mình chia sẻ cái slide của về cái ngành học này. Trong thời gian mình chia sẻ thì Jenny có thể hỗ trợ mình trong việc là dịch để cho các đại diện của trường có thể hiểu được là cái nội dung mình chia sẻ được không ạ? Vâng, được ạ. Mọi người có nhìn thấy trên màn hình không ạ? Về cái slide mà mình có bắt đầu thuyết trình không ạ? Mọi người có nhìn thấy trên màn hình không ạ? Mình xin giới thiệu thì như là bạn Jenny có chia sẻ thì mình là Elise, hiện tại thì mình đang là đại diện của EMK Global, trụ sở chính tại Úc. Mình hiện tại thì cũng based tại Sydney và mình hỗ trợ rất là nhiều du học sinh sang Úc để du học với các cái ngành học khác nhau. Thì trong khuôn khổ của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào cái ngành truyền thông, đặc biệt là truyền thông kỹ thuật số hay còn gọi là truyền thông đa phương tiện. Thì mời mọi người cùng theo dõi cái slide như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ giới thiệu chung về ngành học về truyền thông. Thì như trên slide các bạn cũng có thể đọc, nhưng mà để mình xin tóm tắt về cái ngành truyền thông để mọi người hiểu hơn về ngành này. Ngành học truyền thông thì sẽ giúp chúng ta trang bị được những cái kỹ năng để tạo ra các sản phẩm liên quan đến báo in, báo truyền hình, truyền thông đa phương tiện.
và sáng tạo ra các nội dung để làm sao lôi cuốn và sản xuất được các dự án về truyền thông. Khi mà các bạn học về cái ngành này, ví dụ như ở bên Úc thì các bạn sẽ được học về những cái thông tin liên quan đến toàn cầu hóa, về đạo đức nghề nghiệp, cũng như là về các cái mạng xã hội, rồi làm sao để hướng đến cái khán giả, lôi cuốn được khán giả, tạo được cái hiệu quả truyền thông với cái hình thức quảng cáo truyền thống cũng như là hình thức quảng cáo hiện nay, đấy là truyền thông kỹ thuật số. Ngành truyền thông thì có thể bao gồm những cái lĩnh vực sau để các bạn cùng cân nhắc. Có thể là marketing, là quảng cáo, là quan hệ công chúng, truyền thông kỹ thuật số, truyền thông đa phương tiện, thiết kế website, thiết kế trải nghiệm người dùng, sản xuất nội dung truyền hình hay sản xuất nội dung phát thanh và nhiều những cái ngành khác liên quan đến ngành truyền thông. Thì các vị trí mà các bạn sau khi các bạn học cái ngành truyền thông này, các bạn có thể làm việc thì có thể là ở một số các cái đơn vị như là công ty quảng cáo, các công ty truyền thông đa phương tiện, hay là ví dụ như là các bạn có thể là chuyên viên tư vấn marketing. Đấy, hoặc là ví dụ như các bạn có thể làm ở các tổ chức phi chính phủ hay là các công ty quảng cáo thiết kế website. Một số thì cũng có thể làm ở các cái vị trí liên quan đến truyền thông hay là website của các cái thư viện, hay là các bạn có thể làm ở nhà xuất bản báo hay là tạp chí, cũng có thể làm ở studio thiết kế, có thể làm về quản lý tổ chức sự kiện, rồi về ngành du lịch, nhà khách sạn, và thậm chí các bạn có thể làm việc tự do hay còn gọi là freelancer. Như vậy thì có rất là nhiều các cái loại hình công việc mà nếu như các bạn tốt nghiệp ngành truyền thông ra các bạn có thể làm. Thì đối với cả cái xu thế về truyền thông thì đây thì các bạn có thể nhìn thấy ở trên cái bảng về cái xu thế truyền thông đối với ngành truyền thông marketing tại Úc. Thì rõ ràng là ngành truyền thông thì có cái sự phát triển vượt bậc trong những năm gần đây. Và theo báo cáo truyền thông Úc thì hầu hết người dân thì hài lòng với các dịch vụ về truyền thông tại đất nước của mình. Tại sao chúng ta nên du học cái ngành truyền thông marketing tại Úc? Thì để giải đáp được cái này thì chúng ta sẽ tiếp tục có các cái slide tiếp theo. Thật sự thì học ngành truyền thông và marketing tại Úc thì các bạn có cơ hội việc làm vô cùng là rộng mở. Các bạn với những vị trí làm việc rất là đa dạng như đã được kể trên, các bạn sẽ có nhiều cơ hội làm việc từ các công việc quảng cáo đến xúc tiến thương mại hay là nghiên cứu thị trường. Và thu nhập của các bạn thì rất là cao. Sau đây sẽ là slide nói về cái thu nhập trung bình tại Úc để các bạn cùng tham khảo. Nếu như các bạn làm ở cái vị trí là quản lý về truyền thông cho một đơn vị quảng cáo ở bên Úc, thì theo như là thống kê của trang PayScale, là một cái trang rất là uy tín để là thống kê về cái mức lương của các ngành nghề khác nhau, thì cái mức lương trung bình của một người mà làm quản lý về ngành truyền thông tại Úc hiện tại nó ở mức khoảng 76.000 đô Úc. Một đô Úc thì bằng 15.500 đồng Việt Nam, khoảng như vậy. Như vậy là cái mức lương thì rất là thực sự là sẽ khiến cho nhiều người là thấy là rất là hứng thú, bởi vì là thực sự là cái mức lương này là cao hơn so với cái mức lương trung bình của Úc khá là nhiều. Đấy. Về các cái trường mà đào tạo ngành truyền thông, các bạn lưu ý là truyền thông thì nếu như tiếng Anh thì chúng ta có media, nhưng các bạn có thể tìm hiểu nhỏ hơn, ví dụ như là học về communication, hay là học về ví dụ như là digital media, hay là học multimedia, thì sẽ có các trường đào tạo khác nhau. Để một số cái trường mà có thể kể đến, mà EMK sẽ kể đến cho các bạn, để mà có cái chất lượng đào tạo về ngành truyền thông tốt thì các bạn hãy thử tìm hiểu xem nhé. Thì ví dụ như là trường đại học top G8 như là trường đại học Sydney, hay là ví dụ trường đại học Monash, là hai trường mà rất là nổi tiếng về ngành truyền thông và communication. Các bạn có thể tìm hiểu thêm trường đại học Macquarie, trường đại học Deakin, trường đại học Western Sydney, trường Griffith, hay là trường đại học La Trobe. Và không thể thiếu được, cũng như là trong cái chương trình hôm nay chúng ta sẽ trao đổi, đấy là trường đại học, đó là trường học viện Macleay. Macleay thì sẽ đào tạo về digital media và advertising, là cái ngành mà rất là nổi tiếng của trường. Thì sau đây đại diện của trường sẽ trao đổi thêm về cái ngành học này của trường. Đó là toàn bộ những cái chia sẻ của EMK liên quan đến cái xu hướng ngành học truyền thông. Nếu như các bạn có câu hỏi nào thì các bạn hãy liên hệ với cả EMK, hoặc các bạn để ngay trong phần chat box ở bên dưới. Để một chút nữa thì đại diện trường cũng như là phía EMK sẽ trả lời các thắc mắc của các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Jenny, em unmute được không nhỉ? Ok, sorry các bạn. Và rất cảm ơn chị Alice về những chia sẻ về xu thế học khối ngành truyền thông marketing. Như các bạn có thể thấy thì đây là một cái khối ngành với cơ hội việc làm cũng như là mức lương rất là đáng mơ ước. Và đặc biệt là có rất là nhiều đào tạo, nhiều trường đào tạo chuyên ngành này, đúng không các bạn? Tuy nhiên thì mình chắc là các bạn, không nhiều các bạn ở đây biết đến một số những trường cao đẳng hay là học viện tại Úc mà chuyên đào tạo về một số ngành, và đặc biệt trong đó có ngành truyền thông, marketing, báo chí. Thì ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu một trường mang tên là Macleay College.
Chúng ta hãy cùng lắng nghe thêm những chia sẻ từ đại diện nhà trường một chút nhé. So, Mr. Park, could you please introduce a little bit about Macaulay College to the audiences here? Sure. Thank you, Jenny. And I apologize if my voice sounds a little bit strange. I've been sick for a few days, so I'm getting better, but it's not COVID-19, so don't worry. It's just a, Sorry to hear that. Yeah. What I'll do is, just to begin with, I'll share my screen with everyone. Thì chúng mình hãy cùng đợi một chút nhé, thầy sẽ share màn hình cho các bạn. Okay. So just firstly, from both myself and from Emily, thank you very much to your team, Jenny and Elise, for setting this up, and thank you to all your students for joining us this this morning or this afternoon, I guess you could say. Very excited to talk to you about our courses. Sorry, go, Jenny. Yeah. Can I translate? Yeah, of course you can. Go. Ok, lời đầu tiên thì thầy muốn cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian tham dự buổi talk show ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn em Khay mà đã tạo cơ hội cho thầy có thể tham dự cái buổi chia sẻ này. Yes. Ok, so... So, welcome to Macaulay College. We'll give you a bit of a background about who we are, what makes us a little bit different from other institutions. We'll talk about some of our courses, especially digital media and marketing. And then obviously we'll take your questions at the end of the presentation. But I just want to introduce Emily quickly. Emily, could you wave to everyone, please? Emily is one of my colleagues. She's based at the Sydney campus. So if you do come across to Sydney, you'll be in very good hands with Emily. And đầu tiên thì thầy cho thầy sẽ giới thiệu qua một chút về trường, về chương trình học. Về trường, về các thông tin chung về trường trước và sau đó về chương trình học, đặc biệt là khối ngành truyền thông và marketing của chúng ta. Thì các bạn có câu hỏi nào thì hoàn toàn có thể là đặt ở ngay phía dưới nhé. Thì sau đây thì đại diện nhà trường như là các chuyên gia của chúng ta hôm nay sẽ giải đáp cho mình. Yeah, okay. And my name's Bart. I'm based at the Melbourne campus and I've been at Macaulay for just over 12 months, which is very similar to Emily as well. So we're very excited to be part of Macaulay, and there are a lot of exciting changes happening at Macaulay over the next couple of months. So it's a good time to be part of the Macaulay family. Đầu tiên thì mình xin được quay lại một chút, đó là về cô Emily. Thì cô Emily hiện tại đang là quản lý cấp cao của phòng tuyển sinh quốc tế của trường Macaulay College. Và cô đã có kinh nghiệm, như mình nói chia sẻ trước đây, thì cô đã tốt nghiệp thạc sĩ quan hệ công chúng của trường Đại học Sydney và đã có kinh nghiệm 7 năm trong lĩnh vực giáo dục bậc đại học với nhiều vai trò khác nhau. Còn về thầy Bart thì hiện tại thầy đang là phó giám đốc của văn phòng tuyển sinh quốc tế của trường ở trường Macaulay College, và thầy đã có kinh nghiệm là 15 năm trong lĩnh vực giáo dục bậc đại học với nhiều vị trí rất là khác nhau. Yes, so you can keep going. Yeah. Sure, but to tell you a little bit about Macaulay College, if just in case you've never heard of us before. Macaulay College has been around for just over 30 years, and we have two campuses, one in Sydney, one in Melbourne, and we are also opening up two new campuses in Brisbane and on the Gold Coast. It was initially set up as a journalism college, but it has evolved to also teaching business-related courses, such as majors in accounting, travel and tourism, sports, sports business. There are six different specializations in business that we teach. And we also teach advertising and digital media. And in the future, we'll be offering five new courses by end of this year. And those courses will be at an undergraduate and a postgraduate level. And they'll vary from information technology to health science courses. Về đầu tiên về trường Macaulay, về lịch sử của trường thì trường đã thành lập năm 1988 với hơn 30 năm kinh nghiệm. Và hiện nay thì trường đang đào tạo 440 học sinh đang theo học cùng với 9.000 cựu du học sinh, cựu sinh viên mà đã học theo học tại đây. Và trường được thành lập tại khu vực ngoại thành Surry Hills, Sydney, với trọng tâm là về ngành báo chí và truyền thông. Trường đã mở campus là cơ sở Melbourne vào năm 2015 và mở rộng thêm các khóa học về marketing, kế toán, truyền thông kỹ thuật số và quảng cáo, và sắp tới có thể mở thêm một số khóa về IT cũng như là về health science, tức là về khoa học về sức khỏe.
So this is our Sydney campus, which is a very short walk from Central Station in Sydney. So it's a great spot for a lot of our international students because it's very easy to get to. Đầu tiên thì về cơ sở tại Sydney, một trong hai cơ sở của Macleay College hiện nay thì cơ sở Sydney thì nằm ngay tại trung tâm của thành phố và các bạn có thể đi bộ 200 mét là tới nhà ga trung tâm của Sydney rồi. Và với vị trí là trên tầng 2 đường số 28 của đường Foggo và Surrey Hills. And our Melbourne campus is also very centrally located with a very short walk from Flinders Street Station. As well as Federation Square. So both campuses are very easy to get to, very centrally located in metropolitan Melbourne and Sydney. Cơ sở thứ hai đó là ở Melbourne. Thì Melbourne thì Macleay cũng nằm ngay tại trung tâm, có thể nói trung tâm của Melbourne luôn, ở tại tầng 7, số 250 trường Collins ở Melbourne. Mà chỉ một vài phút đi bộ là tới nhà ga của đường Flinders. Cũng như là các cái tòa nhà lớn khác ở Melbourne. Now, what makes Macleay different from other institutions? And I'll touch on the 8 key points in a moment. But just to sum it up, I think one of the main things that makes Macleay a bit different is the fact that we focus very much on hands-on experience for our students. So the way we teach, the way we assess, it's all based on real-world course content, real projects, real-life cases. It's all about small classes. It's about giving it a personalized approach so that you benefit from that kind of an environment. So that when you finish your degree, you have a diverse set of skills, which is exactly what employers are looking for these days from their graduates. Về sự khác biệt của Macleay thì Macleay có khác biệt gì so với cả các trường khác? Có thể là đối với campus Melbourne thì có một vài khác biệt nữa, nhưng mà về nhìn chung thì Macleay là một trường mà cung cấp các khóa học với nội dung rất là thực tiễn tới các bạn. Và các nội dung học thì được cập nhật theo thông tin của ngành nghề. Và Macleay còn đem đến cho các bạn trải nghiệm rất là thực tế khi học với các dự án, cũng như là các trải nghiệm khi mà đi thực tập. Lớp học ở Macleay thì có sĩ số rất là nhỏ nên là tạo cho các bạn cái khả năng tương tác rất là tốt khi mà theo học tại đây. Yes. And these are the 8 things that I think make Macleay a little bit different from other institutions. And I mentioned project-based learning, which means that because of the types of courses we teach, we tend to focus more on project-based approaches, which means that you're going to look at real business cases. We've got quite a few different subjects, one which we'll talk about later on called the pitch, which focuses on a very much kind of hands-on approach to teaching. All of our courses have internships, and we'll talk about internships in detail a little bit later on, but you will get hands-on experience when you come across to Macleay. No exams, because we teach very niche courses such as advertising and digital media, we feel that there are different ways to assess our students and how they're progressing. So there are no exams at Macleay, except for the accounting degree. And career connections as well. Because we have so many teachers that are currently involved in the industry, they're able to connect a lot of our students with industry partners. So it's a great opportunity for students to network with potential employers. Do you want to translate that first, Jenny, before I do the other four? Okay, so maybe I can translate for them, yeah. Và tại sao thì nên chọn Macleay? Thì đầu tiên là chương trình học của Macleay thì được thiết kế dựa qua các dự án thực. Tức là khi học các bạn sẽ học qua các cái project. Và thứ hai, về chương trình thực tập thì các bạn sẽ được đi thực tập mà trong thời gian mà mình theo học tại đây. Và có thể nói là Macleay là một trường rất đặc biệt khi mà nói không với các kỳ thi. Bởi vì tại Macleay thì các bạn, lớp học của các bạn rất là nhỏ và thầy cô sẽ theo sát các bạn ngay trong quá trình học luôn. Thế nên là có thể thấy được những cái tiến bộ như là những cải thiện của các bạn và biết các bạn là cần cải thiện ở đâu. Cần phải có những điểm yếu gì và có thể là giúp đỡ các bạn, hỗ trợ các bạn luôn trong quá trình học. Vì vậy mà không có kỳ thi. Và thứ tư đó là Macleay thì có kết nối rất là chặt chẽ với các doanh nghiệp ở trong ngành luôn. Bởi vì các giảng viên, những người đang giảng dạy ở đây thì họ có kinh nghiệm thực tế ở trong ngành rồi. Và mạng lưới, mối quan hệ nữa.
Nên là khi mà theo học ở đây thì các bạn sẽ có sẽ được kết nối với cả các doanh nghiệp, các công ty mà hiện tại đang làm trong lĩnh vực truyền thông. At McClay College, you'll also get a much more personalized approach because we do have small classes, which is something that you will benefit from because it just gives you more time with your teachers, gives you more time to ask questions. So it's a great opportunity for you to have more time with the people that are currently involved in the industry, the ones that are teaching you. And it just makes the transition to living in another country and studying in another country a little bit easier sometimes when you're in a more smaller, nurturing environment. We also have a 2 or 3 day timetable, which means that you can attend all of your classes for each week within the 2 to 3 day period. So that gives you a little bit more time for employment or other things that you're doing as well in your life. And we have a lot of guest speakers that come on campus, and that's because of our industry connections. It's a great opportunity for our students to hear from people in the industry and find out about the trends, what the job opportunities are, what the wages are, and what's expected of them when they graduate from McClay and apply for that for a job. Okay, và thứ năm đó là về sĩ số lớp học thì McClay có sĩ số lớp học rất là nhỏ. Chính vì vậy mà tạo điều kiện cho các bạn mà có thể là tương tác, có nhiều thời gian hơn, dành nhiều thời gian hơn để tương tác với giảng viên. Và khi mà các bạn có câu hỏi gì thì hoàn toàn là sẽ được giải đáp luôn, bởi vì với lượng lớp học và học sinh nhỏ như vậy thì sẽ tạo điều kiện hơn cho mình rất là nhiều. Và đặc biệt là khi mà mình đi học tại một nơi mà kiểu rất là xa quê hương như vậy thì cái này sẽ có thể là làm bớt đi phần nào cái sự nhớ nhà của các bạn, như là giúp đỡ các bạn, hỗ trợ các bạn nhiều hơn trong quá trình học. Về thời gian biểu thì trường tập trung vào học, các bạn có thể chọn lịch học của mình chỉ kéo dài trong vòng 2 đến 3 ngày. Và sau đó thì các bạn có thể có thêm những cơ hội để đi thực tập, đi làm hay là đi làm thêm nữa. Đấy. Và đặc biệt là McClay còn tạo điều kiện cho các vị khách mời của chúng ta, những người mà có kinh nghiệm thực tế, trải nghiệm thực tế ở trong ngành rồi, về giao lưu thường xuyên với cả các bạn học sinh, sinh viên ở đây. Thì đây là cái cơ hội để các bạn có thể là tìm hiểu thêm về cơ hội việc làm cũng như là các cái kỹ năng mà mình cần chuẩn bị để khi tốt nghiệp mình có thể là xin được một công việc mà phù hợp. With this slide, we will go into a bit more detail about our internships and scholarships later on. But at McClay College, if you come to do a bachelor course or a diploma program, you will undertake an internship, which is something that McClay College will organize for you. And we'll talk about that in detail a little bit later on. And we also have scholarships for our international students. And those scholarships range from $18,000 for 3 years for bachelor courses, down to $6,000 or $4,000 for our diploma courses. And those scholarships are offered to all of our students at the moment. Sau đây chúng mình sẽ cùng nói thêm về về chương trình học bổng của McClay vào phần tiếp theo, mà thầy cũng có thể nói qua luôn cho các bạn. Về học bổng thì McClay hiện tại đang có học bổng lên tới 18.000 dành cho các bạn mà theo học bậc cử nhân tại đây. Còn đối với bậc cao đẳng thì sinh viên quốc tế có thể là nhận được học bổng trị giá 6.000 hoặc là 4.000 đô Úc. Thì các bạn có thể là lưu tâm một chút. And a couple of examples of where we've sent students on internships when this is specifically for students doing the Bachelor of Digital Media, and a couple of graduate employment examples as well of students that have gained recent jobs in some specific areas of the industry. Như các bạn có thể thấy trong slide vừa rồi thì vào năm thứ 2 và năm thứ 3 thì chúng mình sẽ được đi thực tập tại các doanh nghiệp báo chí truyền thông, doanh nghiệp trong ngành. Và trên đây là một số ví dụ về điển hình về các công ty thực tập của mình. Đây là một số những công ty truyền thông báo chí rất là nổi tiếng. Và một số trường hợp mà xin được việc sau tốt nghiệp thì thầy có thể là sẽ chia sẻ thêm cho các bạn vào phần sau. Now, in terms of our actual degree program, so sorry, let me just bring that up. There we go. So digital media, with what's happening around the world at the moment, with COVID-19 taking over, a lot of businesses that were planning on investing in digital media will probably have to do it much, much quicker because of what's happened. So there's a huge potential for digital media professionals, and there'll be a lot of employment opportunities because of what's taken place.
And one of the reasons why is because this degree will qualify you in quite a few different areas of digital media. So it's a very diverse qualification that allows you to gain employment in a number of different specializations, such as web developer, you can be a content creator, account manager, and we'll touch base on those a little bit later on as well. Với việc ảnh hưởng của dịch COVID-19 vừa qua ấy, thì rất là nhiều các doanh nghiệp cũng chuyển sang là cải thiện và phát triển cái hệ thống truyền thông kỹ thuật số của mình để có thể mang đến những cái sản phẩm của mình đến gần với cả khách hàng hơn ấy. Chính vì vậy mà khi mà các bạn theo học các cái ngành về truyền thông thì cũng sẽ có rất là nhiều cái ngạch học nhỏ dành cho mình khi mà mình lựa chọn ấy. Và sau khi học xong thì mình có thể là làm web developer, tức là phát triển website và rất là nhiều vị trí khác nữa. Điều này sẽ mang đến cho các bạn rất là nhiều những cơ hội việc làm cũng như là cơ hội về mức lương dành cho các bạn sau này. Now, digital media covers a lot of different areas. So it covers things like content creation, website design, website development, computer coding. So it can have a substantial IT focus, but you can also focus on the creative side of things as well. And with the course we offer at Maclay, there are a number of different electives and specializations that you can choose from so that you can tailor the degree to what you're interested in and where you wish to gain employment when you finish your course. Về ngành truyền thông kỹ thuật số thì ngành truyền thông kỹ thuật số là gì? Truyền thông kỹ thuật số là một khái niệm mà rất là rộng và bao gồm sự kết hợp của cả công nghệ, cả nội dung, ngành nghề và các vị trí công việc nữa. Và sẽ có các sản phẩm hoàn thiện mà các bạn có thể thấy điển hình như là các website, các ứng dụng hay là ảnh và blogs. Và các công việc đằng sau ngành này thì có thể nói là phát triển web, lập trình máy tính, chỉnh sửa video và dữ liệu hay thiết kế đồ họa. Các bạn có thể biết. This is Glenn Fraser. He's the head of faculty at Maclay, and this is the type of academics that you will be learning from. And you can see by Glenn's introduction that he has over 35 years of experience in the industry, and he's been able to bring that experience to Maclay, and he's made changes to the course as well. He's introduced new subjects to make sure that the course is relevant to what the industry demands from graduates at the moment. Trên màn hình hiện tại thì bạn có thể thấy là đây là thầy Glenn Fraser và thầy là trưởng khoa truyền thông kỹ thuật số và quảng cáo. Và thầy là người mà đưa ra một số những cái thay đổi dành cho chương trình học dành cho các bạn cũng như là giới thiệu thêm một số môn học mà làm sao tốt nhất cho các bạn. Thì thầy đã giảng dạy ở đây được hơn 6 năm rồi và đặc biệt là thầy có 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm việc trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo cho các công ty tại châu Âu cũng như là tại Úc. Và các công ty mà thầy đã làm việc thì gồm có Harvard, Ogilvy, Mather, Saatchi and JWT London. Đó là một số công ty rất là nổi tiếng ở trong lĩnh vực này. Now, in terms of some important points about the digital media program, no exams, the pricing is very competitive when you look at other bachelor courses in the same discipline offered by bigger providers. And also you have the scholarship as well. And Elise showed a little bit earlier in terms of the job opportunities. And as you can see, just under 50% of employers plan to increase the marketing staff levels in Australia. And this was before COVID-19. So it's highly likely that that number has gone up even higher because of the fact that we are working and learning remotely at the moment. Đối với ngành truyền thông kỹ thuật số thì tức là học phí của ngành này tại Maclay, đặc biệt là sau khi các bạn nhận được học bổng 18.000 rồi thì nó rất là phù hợp. Về triển vọng của ngành thì như thầy đã chia sẻ thì 43% các doanh nghiệp của chúng ta là có xu hướng là cải thiện cái trình độ marketing của đội ngũ nhân viên của mình hiện tại. Chính vì vậy mà các bạn có rất là nhiều những cái cơ hội việc làm cũng như cơ hội thực tập khi mà theo học ngành này. Và đây là một số đặc điểm nổi bật của Maclay mà chúng mình có thể xem lại nha. And I just wanted to show you the course structure for the degree as well. So it's a 3-year degree that you undertake at Maclay, which involves doing 24 units. You can see the price there per subject. And we've also showed you the price per subject once you get the scholarship, which brings down the total for the entire 3-year degree.
And the course structure shows you the different elective subjects that you can choose, specializations, which we'll show you in a moment, and obviously the internships as well. And you can see that the internships take place in the second and third year. And when you look at the titles of the subjects, you can see that you're going to experience many different types of digital of media. There'll be some social media strategy, there'll be some content creation, there'll be some web design, project management, written communications. So you'll be exposed to many different elements of media. So by the time you finish your degree, you'll have a diverse set of skills. Đối với ngành truyền thông kỹ thuật số tại trường thì các bạn có thể thấy là mức học phí của mình đây là mức học phí dành cho các môn học và mức học phí sau học bổng như là các chi phí mà sau khi các bạn đã có tiết kiệm được sau khi có học bổng. Và đặc biệt đối với ngành này thì các bạn sẽ được đi thực tập vào năm 2 và năm 3. Đồng thời các bạn có các môn tự chọn thêm để có thể là lựa chọn được những cái phù hợp hơn cho mình. Về các môn học ấy thì các bạn có thể thấy đây là những cái môn học mà rất là chi tiết của truyền thông kỹ thuật số cũng như là của phương tiện, của lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số cũng như là phương tiện. Một số môn học có thể nói đến như là kỹ năng học thuật và chuyên môn, giao tiếp viết, tư duy thiết kế, đồ họa kỹ thuật số hay thiết kế kỹ thuật số và truyền thông kỹ thuật số căn bản chẳng hạn. Thì đây đều là những cái môn mà đi rất là sâu vào đối với ngành truyền thông kỹ thuật số. And you can see there's a list of specializations. So these are your first year specializations. So you can choose from coding analytics, content creation, content writing, digital entrepreneurship, digital social media marketing, and user experience design. Các bạn có thể thấy đây là một số môn học trong chuyên ngành của năm 1. Các bạn có thể thấy thêm đó là ví dụ như là phân tích lập trình, sáng tạo nội dung viết, khởi nghiệp kỹ thuật số. Những môn học rất là chuyên sâu mà chúng mình có thể học cho năm đầu tiên. And you two specializations. So in the second year, exactly the same, just the subjects are different. There's a new behavioral science subject that we've introduced just to better reflect what the industry is asking of our graduates as well. Nếu như mà năm đầu tiên mà các bạn học một số môn chuyên ngành như vậy đến năm thứ hai thì các môn chuyên ngành có thể là có tên khá là giống nhau như các bạn có thể thấy vẫn là phân tích lập trình. Tuy nhiên thì các bạn sẽ đi học sâu hơn và nâng cao hơn đối với những bộ môn này. Ví dụ như là lập trình, bên kia là lập trình căn bản năm đầu tiên thì bên năm hai mình sẽ được học lập trình nâng cao như là phát triển ứng dụng và sản xuất video nâng cao hơn, chuyên sâu hơn. And we'll touch base on this subject a little bit later on during the Q&A, but the pitch, as you saw, is a third year subject, and it's a subject where students present an actual, they have to propose a pitch for a new client. So they have to put together a strategy, they have to put together a creative, they have to put together the content, the media strategy as well. And it's a subject that goes for the entire term. And it's something that is a great event at Maclay. Everybody stops on campus to watch the pitch, but it's a great opportunity for students to work in groups and put into practice all the theory that they've learned in the first 2 years and put together an actual real life pitch based on a real life scenario. And it's quite a lot of fun because we do give out awards, prizes for the winning teams, but it's much more than that because it does give students the confidence and the experience that they will need to apply once they get a job in the media industry outside of Maclay. Và cái tiếp theo đó chính là cái dự án mà thầy muốn chia sẻ với các bạn là chính là dự án thực hành vào năm thứ ba của mình. Tức là chúng mình sẽ có một phần trình bày, mình sẽ làm việc giống như là một agent, tức là một team, một công ty mà cung cấp sản phẩm đến đối với cả khách hàng luôn. Và chúng mình với việc làm những cái điều này thì sẽ giúp chúng mình có thể là vận dụng được tất cả những cái kiến thức mà mình đã học trong những năm vừa rồi. Các bạn sẽ cùng tham gia phát triển những cái chiến lược, nội dung, sáng tạo để có thể đem đến một cái sản phẩm đến cho hoàn thiện đến cho khách hàng. Và đặc biệt là trường sẽ trao giải dành cho những cái team mà có những cái sản phẩm tốt nhất. Đây sẽ là một cái cơ hội rất là tốt cho các bạn để có thể trải nghiệm cái cảm giác khi mà mình đi làm một cái dự án thực nào đó. And I just wanted to add, Jenny, that
This is a bit of an example of what we mean by kind of hands-on learning and a hands-on approach at Maclay, is that we believe that theory is extremely important, but the hands-on element of our courses and the internships are probably what separates Maclay from other institutions. À, thì như các bạn có thể thấy là tức là trường không chỉ tập trung vào những cái kiến thức rất là thực tế, kiến thức lý thuyết mà mang tính thực tế trong quá trình học, mà còn tập trung vào những cái thực hành trong quá trình các bạn tham dự vào những cái dự án như thế này. Và điều này thì chính là điểm khác biệt giữa Maclay so với cả một số những trường khác. And here you've got just a couple of images of the pitch taking place. So you can see that they're smiling because they won, obviously. And they've got some nice shiny trophies that they received as a prize as well. Đây là một số cái hình ảnh mà các bạn khi mà các bạn thực hiện cái dự án thực hành của mình và trình bày trước rất là nhiều học sinh khác cũng như là ban giám khảo, các thầy cô. Các bạn có thể thấy là đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị, đúng không ạ? And the final slide of my presentation is just to show you that if you're not ready for the bachelor course, which is a 3-year degree, you can commence in the diploma program, which involves 12 units. And once you finish the diploma, you can go into the bachelor course as well, and you will get credit for the diploma program. So you will get 12 credits, which means that you only have 12 more subjects to complete to receive your bachelor's degree. Đặc biệt là trường còn cung cấp cả chương trình học cao đẳng nữa. Thì chương trình học cao đẳng thì khi mà các bạn học xong chương trình này thì có thể là xin miễn giảm tín chỉ và đi học tiếp chương trình cử nhân tại trường, thì trường sẽ miễn giảm cho mình một vài môn. Và chương trình này là dành cho các bạn mà ví dụ như đầu vào IELTS của mình được 5.5 chẳng hạn, thì các bạn hoàn toàn có thể đăng ký chương trình này thì sẽ được vào học thẳng trực tiếp luôn. Ok. And I think that's it. I'm sorry. I know I talk a little bit too much, but that covers the PowerPoint part of the presentation. Okay, sir, no problem. Yeah, như vậy thì, sir, thank you so much for your sharing. Cảm ơn thầy Bác rất là nhiều về những chia sẻ về trường Maclay cũng như là về chương trình học của ngành truyền thông marketing tại trường. Thì ngay sau đây thì chúng mình hãy cùng bước qua phần trao đổi Q&A với các vị khách mời để biết thêm những thông tin rất là chi tiết hơn về cơ hội thực tập, cơ hội việc làm cũng như là trải nghiệm thực tế khi mà học ngành này tại Úc nhé. Vâng. Và câu hỏi đầu tiên thì mình muốn dành cho hai vị đại diện nữa. Tại vì là hai người đã có trải nghiệm, kinh nghiệm rất là nhiều trong lĩnh vực marketing. Vâng. Ok, so... I also have one question for our two representatives today. So from your own experience, what are the advantages of pursuing digital media and marketing? So from my experience in digital media at the moment, I think with what's happening around us, everybody's making a very quick transition to online elements, whether it's like us teaching online because of COVID-19, whether focusing on your advertising online, or whether implementing, building better websites, creating better content, creating better user experience for your customers. And I think a lot of that is going to be fast-tracked because of what's happening around the world at the moment. I think everybody's on their phones, iPads, laptops. So the need for digital media professionals will only continue to grow over the coming years. And the great thing is that it's not a very narrow field. There are many, many different job opportunities when you finish digital media, depending on what specialization subjects you've done, what area you're interested in of digital media. So it does open up a lot of varied opportunities for you once you finish your course. And even look at us now, we're on Zoom, or Facebook, I should say, doing a Facebook Live session. We're constantly looking at different applications on our phones, on our tablets. And that's what digital media is all about. It's about serving your customers, creating content, and it can be a very exciting field to be involved in. Okay. Trong phần này thì không biết là chị Alice có thể là giúp em dịch cho các bạn dễ theo dõi hơn được không ạ? Trong phần Q&A này ạ. Được em. Thì thầy Bác có chia sẻ là hiện tại thì tại sao mà lý do mà học cái ngành truyền thông kỹ thuật số này thì nó lại là cái ngành học của tương lai.
Thì lý do đó là bởi vì thực sự thì mọi cái hiện nay là đều đã chuyển sang là online hết cả rồi, đặc biệt là trong cái thời điểm COVID-19 này. Thì rõ ràng là ví dụ như chẳng hạn bây giờ chúng ta học online, rồi chúng ta giao tiếp với nhau cũng online, ngay cả cái buổi ngày hôm nay chúng ta trao đổi với nhau cũng là qua Zoom, rồi là sau đấy sẽ là livestream thì cũng online cả. Như vậy là cái triển vọng để mà chúng ta theo đuổi cái ngành học này là vô hạn. Nên là các bạn hãy cố gắng để là tiếp tục là theo dõi tiếp, rồi là sẽ trao đổi thêm để các bạn có thêm những cái câu trả lời để đưa ra cái lựa chọn đúng của mình. Vâng, cảm ơn chị. So, thank you so much for your sharing. Và câu hỏi có thể nói là đây là một ngành có cơ hội rất là nhiều cho các bạn khi mà các bạn theo cái lĩnh vực này, bởi vì hiện nay thì mọi thứ dần như là đang chuyển sang online nhiều hơn, đúng không ạ? Vâng, câu hỏi tiếp theo thì mình muốn đặt cho bạn Hoàng Anh được không ạ? Hoàng Anh, chị được biết là em đã học 2 năm ở trường RMIT tại Việt Nam rồi ấy, RMIT. Thì em có cảm giác là e ngại khi mà mình đang học một trường đại học ở Việt Nam và sau đó mình chuyển sang học một trường cao đẳng đúng không nhỉ? Một học viện ở bên Úc. Em để chia sẻ cảm nhận của mình hay không? Hi Hoàng Anh. Nè, em có nghe được rõ câu hỏi của chị không? Hay chị có thể nói lại cho mình nhé? Vâng, vâng. Ok. Thì câu hỏi tiếp theo thì chị muốn hỏi Hoàng Anh một chút. Chị được biết là em đã học 2 năm ở RMIT rồi ấy. Thì em có cảm giác là khác lại như thế nào và có ngại khi mà đang học một trường đại học ở bên Việt Nam, trường RMIT như vậy mà sang Úc học một học viện hay là thẳng, em có thể chia sẻ cảm nhận của mình không? Thì thực ra thì em cũng không có nhiều lo lắng lắm, bởi vì đại học thì họ thường cung cấp cho mình cái ngành nghề rất là đa dạng, còn ở trong cao đẳng thì họ thường đi chuyên sâu vào một cái khối ngành nhất định. Nếu như mà mình tìm được một đại học phù hợp với cái ngành mà mình muốn theo học thì không có điều gì mà phải lo lắng cả. Bên cạnh đó thì bởi vì người ta chỉ có đi chuyên sâu vào một khối ngành cho nên họ đã tạo được những cái mạng lưới kết nối với những cái doanh nghiệp nhiều hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc là mình sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn và có thể đi thực tập nhiều hơn. Cảm ơn em. Thì sau gần một năm theo học tại đây thì em có nghĩ là cái quyết định của mình là đúng đắn hay không? Thì sau học công học ở đây một năm thì em thấy cái quyết định của mình nó khá là đúng đắn. Bởi vì khi em học ở RMIT thì cái việc học của em nó khá là rộng, mà khi em sang theo học ở trường Buckley thì em có thể đi sâu vào cái chuyên ngành mà mình muốn theo hơn, cụ thể là ngành truyền thông kỹ thuật số. Và bên cạnh đó thì khi em học ở Buckley ấy, thì cái một lớp của phòng lực khá là ít học sinh, có khá là ít học sinh, thì đó điều đó tạo được một cái sự tương tác giữa thầy và trò nhiều hơn, thì em có cơ hội được hỏi nhiều hơn để có thể tìm hiểu biết thêm nhiều thứ hơn. Và bên cạnh đấy thì cái môi trường khi em học ở bên đó, bên học ở bên Úc thì nó khá là thực tế, thì ngoài ra còn để có thể học được thêm về về cái culture, cái văn hóa của người bên này, cũng như là có thể nâng cao được cái khả năng giao tiếp ngôn ngữ của mình hơn. Bởi vì em thấy thực sự rất là khó để mình có thể giao tiếp được những cái điều mình thắc mắc với thầy cô. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Thì chị cũng nghĩ đây là một lựa chọn rất là đúng đắn với Hoàng Anh. Hiện tại chị thấy là Hoàng Anh cũng thay đổi khá là nhiều sau hơn một năm mà qua Úc ấy. Và đặc biệt là chị thấy em học rất là chăm chỉ và đang tập trung vào riêng về chuyên sâu về ngành này luôn. Và chắc chắn là đang tiến bộ rất là tốt. Vâng, câu hỏi tiếp theo thì em muốn đặt cho chị Alice. Như em biết thì ở Úc thì mình có rất là nhiều trường mà đang đào tạo về khối ngành này. Thì không biết là lý do gì mà chị đã hướng Hoàng Anh học trường Buckley College, và đâu là cái tiêu chí để mình chị đánh giá khi mà lựa chọn ngành học và trường học phù hợp mình cho các bạn? Thì như Hoàng Anh cũng có chia sẻ thì câu trả lời nó đã nằm trong chính cái câu trả lời của em Hoàng Anh rồi. Đấy là Hoàng Anh đã học ở bên trường MIT tận 2 năm rồi, tức là học sinh viên năm thứ 2 rồi, nhưng mà em vẫn lựa chọn sang Buckley là có lý do cả.
Đấy là bởi vì là khi mà ở bên trường MIT em học ở Việt Nam ấy, thì cái chương trình học nó hơi bị chung chung một chút, nên là em chưa có một chuyên ngành cụ thể. Thì chính vì thế mà Hoàng Anh tìm đến chị để là muốn được trao đổi thêm là làm sao đấy em được chuyên học về cái ngành Digital Media, tức là ngành truyền thông kỹ thuật số. Thì chị cũng biết đến trường Maclay thông qua cái việc là đã có một cái cơ hội để đến thăm trường. Thì đấy là cơ sở vật chất của trường rất là tốt, giáo viên thì là hầu hết là người bản địa, trường thì đã có kinh nghiệm đến tận hơn 30 năm rồi. Nên là với những cái đó thôi, lại kèm theo là cả cái học bổng của nhà trường nữa, thì thật sự thì nó là một cái lựa chọn rất là tốt cho Hoàng Anh. Thì ngay sau khi mà biết được thông tin về trường Maclay rồi lại cũng là chia sẻ với cả Hoàng Anh, thì Hoàng Anh lập tức thì Hoàng Anh đồng ý luôn là học tại Maclay. Và đến bây giờ thì Hoàng Anh đã có những cái trải nghiệm rất là tốt. Thì chị cũng cảm thấy là được gọi là được nhẹ lòng một chút, là mình những cái gì mà mình chia sẻ với Hoàng Anh thì cuối cùng Hoàng Anh đã theo và đến giờ em rất là hài lòng. Cảm ơn chị, em đồng ý với chị ạ. Và chúng mình có thể thấy là cái việc định hướng cho các bạn một ngôi trường phù hợp với ngân sách đi học phù hợp, cũng như là những cái học bổng mà rất là tốt cho các bạn ấy, thì rất cần những người mà có kinh nghiệm tư vấn giống như là chị Alice. Nên các bạn hoàn toàn có thể liên hệ với IMK hoặc là chị Alice Nguyễn để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp hơn khi mà chọn ngành nghề hay là làm hồ sơ xin học bổng phù hợp. Ok. Và tiếp theo thì chị muốn hỏi thêm Hoàng Anh nữa là như vậy thì em đã học gần một năm ở Maclay rồi đúng không? Thì nếu mà so sánh việc học giữa RMIT ở Việt Nam một cách mà chi tiết hơn ý, thì không biết là chương trình học ở đấy thì ở Maclay thì có nặng hơn hay không, có dễ theo được em hay không, và chất lượng giảng dạy cũng như là giảng viên ở trường thì em cảm thấy như thế nào? Thì sau khoảng là một năm học ở Maclay thì em có thể thấy là bởi vì ở RMIT em học và một cái ngành nó khá là chung chung, mà khi em học Maclay thì mấy ngành ấy nó được giới hạn lại để em có thể đi sâu vào tìm hiểu nhiều hơn. Thì em có thể thấy là khi mà học ở RMIT ấy thì người ta cho những cái bài, những cái project nó khá là lớn và họ thường là không có giải thích nhiều. Còn học Maclay thì em học khá là chi tiết, cho nên là em có thể nói là học ở Maclay thì chương trình học nó nhẹ hơn rất là nhiều, và cái việc học nhẹ hơn như vậy nó tạo ra em khá là nhiều thời gian rảnh để em có thể đi kiếm cho mình một cái job, một cái việc làm thêm để có thể nâng cao được cái soft skill của mình. Bên cạnh đó thì mình cũng có thể học qua được những cái việc mình thích, chẳng hạn như là nấu nướng, âm nhạc. Thì có thể thấy là ngoài việc học ra em có thể phát triển được cả nhiều khía cạnh khác trong cái cuộc sống của mình. Còn nếu mà nói về giảng viên và chất lượng giảng dạy thì em có thể hoàn toàn yên tâm, bởi vì những cái giảng viên đang làm ở Maclay đều là những người đã và đang có những cái trải nghiệm rất là thực tế, những người đã và đang đi làm ở trong ngành nghề của họ, và họ đạt được những cái sản phẩm khá là ok. Thì bên cạnh đó thì họ là những người bản địa ấy ạ, cho nên em thấy là cái việc giao tiếp của mình nó khá là dễ, bởi vì họ có thể hiểu được những gì mình đang nói, đặc biệt là những có thể là đối với những cái học sinh mà mới sang, họ gặp những cái trở ngại về ngôn ngữ, thì cái việc mà hỏi giáo viên nó trở nên khá là nhẹ nhàng hơn. Ok, như vậy thì cảm ơn em. Tức là cái việc mà khi mà theo học chuyên sâu hơn, chi tiết hơn, cũng như là cái việc mà giảng dạy mà dễ hiểu ngay từ trên lớp học rồi, để đã tạo điều kiện cho mình có những cái thời gian để mình có thể là trau dồi thêm những cái mảng khác đúng không? Bởi vì trên lớp mình cũng đã theo dõi và có thể là nắm được những cái nội dung bài giảng rồi. Và cho chị hỏi thêm là một tuần thì mình lên lớp là bao nhiêu lần? Tức là cái thời gian biểu đi học của mình thì như thế nào nhỉ? Thì trong một tuần em sẽ phải đi theo học từ 3 cho đến 4 lớp học, tùy theo cái lực học của mình, nhưng mà thường thì em sẽ học 3 để đảm bảo được cái kết quả của mình. Thì 3 buổi đến lớp như vậy thì nó sẽ rơi vào trong khoảng 2 ngày hoặc là 1 ngày tùy theo cái việc lựa chọn của mình. Có thể nói là cái việc lựa chọn lớp học hay là những cái ngày học thì nó khá là linh động. Như vậy thì các bạn có thể là chọn lịch học của mình luôn ạ. Có thể là học gói gọn vào khoảng 2 đến 3 ngày, và còn lại để em dành thời gian để ôn lại bài và làm những việc khác hay làm thêm đúng không? Và như chị có quan sát ở trên website ấy, thì vào năm 2 và năm 3 thì em sẽ được đi thực tập tại các công ty truyền thông mà là đối tác của nhà trường ấy.
Thì em biết là em đã tìm hiểu về chương trình này chưa? Thì hiện tại thì em cũng chưa có tìm hiểu nhiều về cái việc đi thực tập của mình, nhưng mà em cũng không lo lắng lắm bởi vì em biết là trường của mình có những cái mối liên kết với những cái doanh nghiệp rất là nhiều, và nếu mà có những khúc mắc gì em có thể trực tiếp nhờ thầy cô hoặc là những cái bộ phận hỗ trợ sinh viên để có thể tư vấn thêm cho mình về những cái nơi thực tập. Ok, cảm ơn em. Và chị cũng nghĩ đây có lẽ là một cơ hội tốt cho em để nắm rõ hơn được về cái chương trình thực tập tại trường ấy. Thì sau đây thì chị sẽ được hỏi thầy Bart và cô Emily để có thể thầy cô sẽ chia sẻ về cái chương trình học và chương trình thực tập tại trường của mình nhé. So hi Bart and Emily, so we just listened to some sharings from Hoàng Anh, but he's the first year student, so he hasn't taken the internship at Maclay. So could you please share more about like the digital media and marketing program and also about the internship here? Hi. Yeah. Hi. Yes, I was mute. Yeah. But you want to go first? Sure. So with our internship program that's offered to every student at Maclay, and it involves around 170 hours in the bachelor degree. It's not a paid internship. It's something that students do as part of the assessment. So it is assessed, it's part of the curriculum, but it does give the students the opportunity to meet people in the industry. And it's a great way for them to network with potential employers for once they graduate as well. And it's not just an internship as well. There are other elements attached to it. We have placement coordinators that usually assist students with gaining the internship. They prepare them for the internship. So there's some LinkedIn assistance, resume preparation. So it gives them a lot of confidence. It kind of gives them the confidence to know exactly what's going to be expected of them when they apply for the first real job. And it just depends on what your specialization is as well in terms of where you'll be sent. The students have a big say in terms of where they want to go because they're involved in researching the company or the employer. Sometimes it's quite a big media agency. Sometimes it can be a very small media agency. It just depends on the student and what they hope to achieve as part of the internship, and obviously what kind of a career path they wish to follow. Về chương trình thực tập của nhà trường ấy, thì có một cái điểm rất là đặc biệt, đấy là nhà trường có một người chuyên trách để hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong cái việc là tìm nơi thực tập. Nhà trường có một cái mạng lưới những nhà tuyển dụng ấy rất là lớn, vì vậy mà với cái người mà chuyên trách này sẽ hỗ trợ các bạn trong việc là tìm cái nơi để mà các bạn có thể thực tập được ưng ý. Các bạn cũng có cái điều kiện là các bạn được trao đổi trực tiếp với cái người này, và họ sẽ làm sao đấy để là thực sự là nghe lắng nghe bạn, và bạn sẽ có cái tiếng nói trong cái việc là mình đưa ra quyết định là mình sẽ lựa chọn nhà tuyển dụng nào để là mình có thể đi thực tập. Nên là các bạn hoàn toàn yên tâm đối với cái chương trình thực tập của nhà trường. Cảm ơn chị. So, like, do the students have to pay for the internship? It's totally free. So at Maclay College, we won't charge students for any fee to arrange the internship. And on top of that, Maclay will like afford, pay for the cost of like an internship insurance. The insurance will cover the whole duration of the internship, will cover students like from the travel, like their safety in the workplace, their personal liability, and public property. So Maclay College will pay for insurance to cover those things under the internship duration. Như có một câu hỏi của một bạn mà ở trong phần chat box ấy, thì cùng với cả câu hỏi của Jenny thì sẽ có cái câu trả lời chung. Đấy là chương trình thực tập của trường Maclay là hoàn toàn miễn phí nha các bạn, hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt là trường còn trả có một cái đó là ở bên Úc ấy, để các bạn làm hay là thực tập ở một cái công ty nào đấy thì các bạn sẽ cần phải có bảo hiểm nghề nghiệp được cover, thì ở trường là hoàn toàn chi trả cái bảo hiểm nghề nghiệp này để cho đảm bảo cho các bạn hoàn toàn an toàn từ nhà ở, từ chỗ mình, từ nhà mình cho đến là khi mình đến chỗ làm, cũng như là trong suốt quá trình mà các bạn làm việc. Bảo hiểm này sẽ bao gồm cả bảo hiểm sức khỏe cho bản thân của chính bạn, rồi là bảo hiểm cho cái tòa nhà mà các bạn làm việc ở đấy. Như vậy là nhà trường hoàn toàn là có những cái chính sách rất là hỗ trợ cho các bạn để có cái chương trình thực tập được tốt nhất.
Rất là tốt. So before taking the internship, what do students need to prepare? Do you have any advice for them? Actually, at Macaulay College, we provide assistance to students before the internship. So it's not just some like simple steps for us to give them the opportunity. We help them, we start from, help them with the resume. So we help them, tell them how to prepare a resume. And we prepare some like a rehearsal with them to practice the interviews. So we give them like a rehearsal with our teacher, like with our like a staff to say like what should we say during the interview. And also because like as Bart mentioned before, we have different specializations. We have six specializations in this course. So we will choose the right internship position for students. So it's like a whole group of arrangement instead of like we just put the students in front of the interview company. It's not. So we help students from the first step. Liên quan đến câu hỏi là thế nhà trường có hỗ trợ gì cho các bạn trước cả khi các bạn thực tập không? Thì cô Emily cũng có trả lời như sau. Đấy là nhà trường có hỗ trợ cho các bạn, ví dụ như chẳng hạn là sẽ hỗ trợ các bạn trong việc là chuẩn bị cái resume của mình, tức là làm sao đấy để mình có một cái sơ yếu lý lịch thật là tốt để mình có thể nộp cho nhà tuyển dụng. Tiếp theo thì nhà trường sẽ hỗ trợ các bạn trong cái việc là luyện tập cho các bạn phỏng vấn để làm sao các bạn có thể phỏng vấn và tìm được cái nhà tuyển dụng ưng ý nhất. Đấy, những cái hỗ trợ như vậy thì sẽ giúp cho các bạn học sinh làm sao đấy để các bạn hoàn toàn là sẵn sàng để có thể xin được vào để làm việc cho các cái nhà tuyển dụng phù hợp nhất với mình. Cảm ơn chị. Vâng, chắc là các bạn cũng rất là tò mò khi mà đi thực tập mình sẽ làm gì đúng không ạ? Và mình sẽ cùng hỏi hai vị chuyên gia của chúng ta luôn. So what do students do during the internship? Can you share something about this? Sure, so it just depends whether it's a second or a third year internship as well, because the third year internship will be a little bit more advanced, because by that stage students have done a lot more theory and they're a little bit more advanced in the knowledge as well. So the first placement is probably more of an introduction to the industry and whatever specialization they've chosen. But again, it just depends on if we send them to, what kind of a company we send them to. I think students always benefit from being in smaller companies when they do internships, because that gives them the chance to be much more hands-on and gives them a chance to be much more involved in the day-to-day tasks involved in digital media. Whereas sometimes if you go to a big agency or a big company, it looks great on your resume, but you can get lost a little bit in the daily activities that they do. So my recommendation was always to go somewhere where you're going to experience a lot of different things. And sometimes that may involve going to a smaller agency or a smaller company, because you'll get to try out many, many different things as part of your internship. Câu hỏi tiếp theo là về khi mà các bạn đi thực tập thì các bạn sẽ thực tập như thế nào? Thì tùy vào là các bạn đi thực tập vào năm thứ mấy. Nhà trường có chương trình thực tập từ năm thứ 2, và nếu như mà các bạn muốn, các bạn có thể thực tập tiếp năm thứ 3. Đối với năm thứ 2 thì thường là cái chương trình thực tập nó sẽ khá là đơn giản. Các bạn sẽ được chủ yếu là giới thiệu về là cái môi trường mà mình làm việc là như thế nào, cái công việc mình sẽ làm là gì. Nhưng mà nếu như năm thứ 3 thì các bạn sẽ được học hỏi thêm rất là nhiều từ chính là những cái vị trí mà các bạn quan tâm. Và đặc biệt là khi mà các bạn lựa chọn cái nhà tuyển dụng ấy, thì các bạn cũng lưu ý một điểm là không phải là cứ nhà tuyển dụng lớn, nổi tiếng thì sẽ giúp cho các bạn là có nhiều cái kinh nghiệm làm việc. Bởi vì là khi mà nhà tuyển dụng mà ở cái mức vừa và nhỏ ấy, thì các bạn sẽ có nhiều cơ hội để được thực tập, được trải nghiệm, được làm thực sự ở cái vị trí đấy hơn là ở những cái công ty lớn. Công ty lớn thì nó sẽ giúp cho các bạn là cái CV của các bạn được đẹp thôi. Nhưng mà về cái tính chất công việc thì chắc chắn là công ty nhỏ và vừa sẽ phù hợp hơn đối với những cái bạn mà đi thực tập và chưa có kinh nghiệm gì cả. Về chương trình thực tập thì thực sự rất là quan trọng đối với các bạn học sinh và sinh viên, và để có thể mà giúp các bạn có được những kinh nghiệm thực tế trước khi mà ra trường và tăng thêm cái cơ hội việc làm cho bản thân mình ấy. So, Mr. Bart, in recent years, what is the percentage of the students studying the course digital media that got a job offer after graduation at Macaulay College? So what we do is, I haven't got an exact figure for you, but I can give you a couple of examples of where students have
been successful in getting jobs in the same place where they've done their internship as well, which I think is a strong point and another key selling point for why doing one of our internships is such a big opportunity for students. If you visit our website, there's quite a few details there in one of our blogs. But we regularly post a lot of different student testimonials on our Facebook page, LinkedIn, where we cover a lot of our international students. We cover their internships and we cover where they've gone since they left Maclay. Again, it just depends on what area you want to do. There are obviously various types of employment opportunities in digital media, whether you want to be an account manager, a web developer, user experience design specialist. So it just depends. So the opportunities and the frequency of employment opportunities will just depend on which specialization you choose as well. And I think Emily's got a few points as well to mention for this. Yeah. The reason I just give you some like a background, because as a Maclay College, we start from a domestic college. So we start from 1988 and we only open to international market in 2018, which is 2 years ago. So which means in the first around 30 years, most of our graduates, they are domestic students. They are Australian students. So it will be easier for them to secure a job after graduation. So our graduation rate before 2018 was quite good. And we only opened to international market in 2018, which means our first batch of international students are going to graduate in the coming 3 months or half year. So the rate now, the statistics now in front of us is mainly for domestic students. And our first batch of international students is going to graduate. But from the so far, all the report shows they have done really well in the internship, especially the last internship, which is in the last trimester of year three. So it can be a good pathway lead to a job, relevant industry job, because that's one of the purpose. We put the second internship on the last trimester, because in the last trimester, once it done the internship, if the company are quite happy with them, they can straight away go for a employment, because they have the time, they're ready to go, and they will have the post-study visa to give them the worker ability to work in Australia eligibly. Về cái câu hỏi là tỷ lệ mà các bạn khi ra trường thì nhận được việc làm thì có cao không tại trường Maclay, thì hai đại diện của trường cũng có chia sẻ như sau. Đấy là trường Maclay ấy, mặc dù là một trường mà đã có tới hơn 30 năm kinh nghiệm rồi, nhưng mà đối với thị trường mà sinh viên quốc tế ấy, thì trường mới chỉ bắt đầu từ năm 2018. Như vậy là đến nay là mới chỉ 2 năm thôi. Các bạn cũng đừng có e ngại là với cái kinh nghiệm mà ít như vậy về cái thị trường quốc tế thì là trường chưa có uy tín, mà thật ra là trường có uy tín rất là nhiều. Mà họ tập trung vào là cho các bạn local, tức là các bạn bản địa. Vì vậy mà trường đã có cái uy tín rồi, là có mạng lưới rất là nhiều. Thì sau khi mà thấy là có thể phát triển được sang hỗ trợ được thêm cả các bạn sinh viên quốc tế, thì trường đã quyết định là mở thêm cái chương trình đào tạo dành cho sinh viên quốc tế. Do là mới chỉ 2 năm thôi nên là cho đến nay thì chưa có cái tỷ lệ chính xác để mà các bạn mà tốt nghiệp cái chương trình đại học là các bạn học 3 năm thì sẽ có cái thông tin này vào năm 2021, tức là khi mà các bạn đã tốt nghiệp ra trường. Nhưng mà thực sự là cho đến nay thì cái chất lượng học của các bạn mà học năm 2 rồi là một số nhỏ các bạn học năm 3 ấy, thì là các bạn là có được những cái feedback rất là tốt từ nhà tuyển dụng, là chắc chắn là sau đấy các bạn có thể ra trường và các bạn có thể xin làm việc được. Các bạn lưu ý là sau khi các bạn học xong, các bạn sẽ được ở lại làm việc tại Úc trong vòng 2 năm theo diện visa sau tốt nghiệp. Với cái cơ hội như vậy thì các bạn ra trường các bạn có thể ở lại để làm việc được. Thì chị Emily cũng có chia sẻ như vậy đối với cả các bạn. Cảm ơn chị. Như vậy là có thể thấy là tức là về tỷ lệ mà các bạn xin được việc sau khi tốt nghiệp thì có thể là có xu thế tỷ lệ rất là cao, bởi vì các bạn được đi thực tập ngay chính trong môi trường mà mình theo học luôn, cả năm 2 và năm 3. Và em muốn hỏi thêm chị Alice về, không biết là có sự khác nhau về cơ hội việc làm cũng như là mức lương khi mà các bạn theo học tại các thành phố lớn giống như là Sydney, Melbourne, nơi mà có campus của Maclay College, và các cái thành phố nhỏ hơn như là Adelaide, Perth hay là Gold Coast các thứ không ạ? Đối với cả cái câu hỏi này ấy, thì chị xin trả lời như sau nhé. Đó là ở ngay cái phần mà câu hỏi ở trong phần chat box ấy, thì các bạn cũng có hỏi là
các bạn nên học cái ngành này ở khu thưa dân là regional hay là các bạn học ở khu thành phố lớn như là ví dụ Sydney hay là Melbourne, thì câu trả lời như sau. Các thành phố lớn như là Sydney, Melbourne thì nó cũng trùng với cả cái câu hỏi của Jenny. Thật sự ra ấy, thì các bạn cũng cần phải lưu ý là cái ngành về truyền thông kỹ thuật số ấy, thì đòi hỏi các bạn là cần phải có cái cơ hội thực hành nhiều ngay trong quá trình học. Đặc biệt là ví dụ như trường Macleay là được thực hành từ năm 2 và năm 3. Bởi vì các bạn có thực hành thì lúc đấy các bạn ra trường, các bạn mới có khả năng để mà các bạn xin việc được dễ dàng hơn. Thì sẽ không có một cái so sánh nào một cách cụ thể là trường nào thì là đào tạo cái ngành này thì là tốt, nó sẽ phù hợp vào là cái tiêu chí của các bạn. Các bạn muốn là một trường đại học lớn, top G8, các bạn có một cái bằng cấp ra được, các bạn cảm thấy là nó rất là nổi tiếng, hay là các bạn tập trung vào là cái cơ hội nghề nghiệp, thì sẽ tùy thuộc vào cái tiêu chí của mình để mà mình sẽ xác định mình lựa chọn trường nào. Cái vùng thưa dân ý, thì nó sẽ giúp cho các bạn là thứ nhất là các bạn có thể ở lại Úc được thêm 1 đến 2 năm so với cả các bạn ở các thành phố lớn. Nếu như mà ví dụ chương trình đại học chẳng hạn, các bạn học xong các bạn được ở lại 2 năm, thì những thành phố mà thưa dân các bạn có thể được ở lại từ 3 đến 4 năm. Thì đấy là cái lợi thế đầu tiên. Lợi thế thứ hai là về cái mặt là các bạn được cộng điểm định cư. Đấy thì hai cái đó là cái lợi thế mà các bạn có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên thì về cơ hội nghề nghiệp thì thường là đối với ngành mà truyền thông kỹ thuật số thì đòi hỏi là các bạn phải được có các cái công ty tuyển dụng. Thì những cái công ty này nó lại tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn. Vì vậy mà sẽ có cái sự đó là được và mất giữa cái việc là mình học ở thành phố lớn hay là học ở vùng thưa dân. Thì các bạn lưu ý về cái điểm này để mình có thể là quyết định được sáng suốt nhất. Vâng, cảm ơn chia sẻ từ chị. Có thể nói là đối với ngành học này thì các bạn có thể lựa chọn rất là nhiều trường khác nhau phụ thuộc vào tiêu chí của mình cũng như là về vấn đề bằng cấp nữa. Tuy nhiên thì đối với ngành truyền thông thì theo mình nghĩ thì sẽ rất là hợp với cả các thành phố năng động như là Sydney hay là Melbourne hơn, bởi vì cơ hội việc làm cũng như cơ hội thực tập ở đây thì sẽ rất là nhiều hơn so với cả các thành phố thưa dân khác. Vâng, và chúng ta hãy quay trở lại với bạn Hoàng Anh. Thì hiện tại thì không biết là tình hình học tập ở bên đó của em như thế nào rồi? Và thời gian vừa qua thì em cũng học online đúng không? Vậy thì nhà trường có hỗ trợ cho mình những gì hay không? Và em cảm thấy như thế nào trong quá trình học? Thì hiện tại thì ở Macleay thì em đang phải học online, đến bây giờ là kỳ thứ hai rồi. Và anh sau khi hai kỳ thì em cũng thấy là nó khá là bình thường, chứ cũng không có gì là quá là khó khăn đối với em. Bởi vì trong mỗi cái buổi, trong cái khóa học, trong cái term đó thì trường luôn luôn mời đến những cái kiểu học sinh và những cái người ở bên trong cái bộ phận hỗ trợ sinh viên đến và nói chuyện với những cái học sinh đang theo cái unit của mình, và họ có thể cho mình biết những cái kinh nghiệm nhiều hơn. Và bên cạnh đó thì giáo viên cũng bỏ ra khá là nhiều thời gian để trả lời email cho học sinh, nhiều hơn so với cái việc là mình học ở tại lớp. Cho nên em thấy là những cái câu hỏi là khó khăn thì mình có thể hỏi trực tiếp, nó khá là thực tế và thầy cô luôn luôn sẵn sàng để trả lời và giúp đỡ rất là nhiệt tình. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Và đó là những hỗ trợ mà của trường dành cho các bạn đang theo học tại Úc trong thời kỳ mà dịch Covid như vậy. Còn đối với các học sinh tương lai thì không biết là liệu trường có những cái hỗ trợ gì, những chính sách gì thêm hay không, để chúng mình hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ đại diện nhà trường nhé. So, we are talking about Macleay support towards international students during the coronavirus break. And how about, you know, the future students? Can you share how Macleay has supported them, you know, during this time? Do you have any, you know, incentives for them or scholarship? Sure. So we have a couple of programs which we've introduced to help our current students. We tend to, because we're a smaller college, we do it on a case by case basis, but all current students were notified of a couple of different support services that we were providing during this time. For us, being a smaller college, it's been a little bit easier to transition to online teaching. Our student services team has been actively engaging with all of our students to make sure that they were able to connect to online classes, that they were able to obviously obtain all the course material, assessments, things like that. So it's been a continual process of the last 3 months. But we have been providing financial support to our students on a case-by-case basis as well.
And I think that's very important, obviously, because a lot of our students have unfortunately lost jobs. So it's been a difficult time for the students, for the staff as well. And it's very important that we give as much support as we can to our international students, not just at Macleay, but obviously across the entire sector in Australia. But can you share, you know, about the, you know, COVID-19 support, you know, like for new students? For new students? Sure. So with a lot of our students at the moment, we have, if you are currently wanting to study with us and you're based offshore, you can commence with two subjects online. So we've just started our May intake a couple of weeks ago, and we have another intake coming up on the 20th of July. Now, for those students studying online offshore, you can commence with two units online. If you happen to get a visa rejection after you've commenced the two subjects, after you finish them, you'll be eligible for a full refund. So it gives you a little bit of security, a little bit of peace of mind, so that if you do commence online while you're still based in Vietnam, if you do get a visa rejection for whatever reason, you'll be eligible for a refund if that happens. But it's a great way for you to get started on your Macleay journey. Two subjects is quite reasonable to do online. We'll be setting up specific classes for our offshore students. It will be the same subjects. You won't be disadvantaged in any way by doing online. If anything, it will probably prepare you a little bit more for when you come across to Macleay once borders do open up and you're able to travel. And we are very hands-on. We have a virtual reception that was launched a couple of weeks ago by our student services team, which means that you can log into a Zoom link like this and you can speak and you can actually see a staff member and you can talk to them and they can help you with any questions that you have. We also have academic support that we're offering our students. We have a full-time academic counselor at the Sydney campus and in Melbourne. And their responsibility is to make sure that you, as our students, are able to have the support that you need, whether it's referencing, whether it's researching content for your assessments. Their full-time job is to make sure that you have the tools required to successfully pass your subjects while you're studying at Macleay. And they have specific workshops also for offshore and onshore students that they run. So again, being a smaller college, we're very accessible for you. It's a bit long, but I try to summarize. Oh, thank you. Okay. Xin được dịch lại tóm tắt thôi, bởi vì là câu trả lời của thầy hơi bị dài một chút. Thì câu hỏi của Jenny là trường có cái hỗ trợ nào đối với cả các sinh viên sắp tới sẽ qua trường Macleay học không? Thì thầy có trả lời ở hai ý. Ý thứ nhất là đối với cả các bạn sinh viên mà hiện tại đang học tại trường thì nhà trường cũng có những cái hỗ trợ tùy theo là cái hoàn cảnh riêng của các bạn. Thì ví dụ như là các bạn có thể là được đóng học phí muộn một chút, các bạn được giảm học phí. Thì nếu như bạn nào đang học ở trường mà gặp khó khăn do là cái tình hình Covid thì các bạn hãy liên lạc với nhà trường để được giúp đỡ. Đối với cả các bạn sinh viên mới mà các bạn có ý định muốn vào trường ấy, thì trường có cái hỗ trợ rất là đặc biệt như sau. Đó là cái học kỳ đầu tiên thì hiện tại thì các bạn có thể vào học là ngày 20 tháng 7. Thì các bạn sẽ chỉ cần đăng ký 2 môn học thôi. Với 2 môn học như vậy thì các bạn có thể học online tại Việt Nam. Và trong trường hợp mà các bạn xin visa mà bị từ chối visa thì nhà trường sẽ hoàn tiền lại 100% đối với 2 môn học này. Các bạn nếu muốn trải nghiệm học tập tại trường Macleay thì đây là một cái cơ hội rất là tốt để các bạn có thể trải nghiệm ngay từ lúc các bạn còn ở Việt Nam. Để chờ khi đường biên giới ở Úc mà họ mở ra thì các bạn có thể sang Úc để các bạn được học trực tiếp tại trường. Thì đó là cái hỗ trợ của trường dành cho các bạn sinh viên mà mới sắp sửa là các bạn vào học tại trường. Thì thật sự thì đấy là một cái hỗ trợ mà thật sự là rất là tốt đối với cả các bạn sinh viên mà có mong muốn, nguyện vọng là được vào học tại trường. Thì đó là cái chia sẻ của thầy liên quan đến cái hỗ trợ dành cho các bạn sinh viên. Các bạn lưu ý là các bạn vẫn được nhận học bổng 18.000 đô nhá, cho 3 năm học đại học. Hoặc là các bạn có thể là nếu như học cao đẳng là 1 năm thì các bạn sẽ được 6.000 đô. Thì hỗ trợ này sẽ vẫn dành cho các bạn sinh viên Việt Nam và các bạn sẽ vẫn được cái học bổng này cho dù là các bạn học online hay là các bạn học học tại trường. Ý thứ ba mà thầy có nói là trong cái đợt này thì đối với các bạn học online thì sẽ có một cái gọi là cái chương trình là nhà trường mới chỉ bắt đầu khoảng độ tầm hơn một tuần nay thôi. Thì bộ phận hỗ trợ sinh viên thì họ có cái chương trình đấy là các bạn có thể được định hướng online. Thì sẽ có nhà trường sẽ có một cái platform giống như Zoom như thế này. Thì các bạn khi mà tham gia học thì nhà trường sẽ định hướng cho các bạn online để các bạn có thể là hiểu được hơn về nhà trường rồi là cái nội dung môn học như thế nào để các bạn vào học. Thì đấy là ba cái ý chính mà thầy đã chia sẻ vừa rồi.
Cảm ơn phần lời dịch của bác của chị Alice. Vâng, em nghĩ là các bạn cũng rất là quan tâm đến cái học bổng 18.000 của chúng mình ấy. Thì ngay tại đây thì chúng mình có Hoàng Anh, thì như chị biết là em cũng nhận được cái học bổng 18.000 này từ trường ấy, thì em có thể chia sẻ thêm về cái trường hợp của mình hay không? Thì sau khi đăng ký vào trường thì em may mắn đã được nhận học bổng này. Thì cái hồ sơ để đăng ký của em nó cũng khá là bình thường thôi. Thì em đã học qua 2 năm ở RMIT rồi và cái GPA nó cũng ở mức khá. Và sau khi được anh chị ở bên EMK hỗ trợ để có thể viết thư để tài trình cho bên Maclay, thì em đã được xin được một học bổng 18.000 và được miễn một kỳ học. Em được miễn một kỳ học là đúng không? Yeah, rất là tốt. Và liên quan đến đầu vào học bổng ấy, thì mình cũng muốn hỏi luôn nhà trường ấy. So, Mr. Bart, what is the specific requirements to receive the 18,000 scholarship for all students? Sure. So, at the moment, we're issuing those scholarships to all of our international students. So, there isn't a specific English result or academic background that you have to have. This scholarship will be offered to you if you choose to study at Maclay, and you don't have to maintain a specific GPA during your course to keep the scholarship. Once you receive the scholarship, that scholarship will stay with you and it's going to be deducted from each trimester of your studies at Maclay. Oh. Về câu hỏi liên quan đến là yêu cầu của học bổng mà để các bạn có thể đạt được cái học bổng 18.000 đô cho 3 năm học, thì thấy bác có trả lời như sau. Đấy là yêu cầu của học bổng chỉ đơn giản thôi là các bạn đạt được cái tiêu chí đầu vào của nhà trường về vấn đề về tiếng Anh cũng như là về cái điểm học tập của các bạn. Thì các bạn sẽ được cái học bổng này. Và có một cái điều là các bạn có thể đây gọi là lợi thế cho các bạn, đấy là không có yêu cầu nào để các bạn phải giữ học bổng này cả. Các bạn có thể đạt được cái học bổng này suốt trong tất cả các học kỳ mà các bạn học tại trường Maclay. Đấy, về phía EMK thì cũng lưu ý nhỏ với các bạn là cụ thể thì như sau này, là các bạn cần phải có điểm tiếng Anh tối thiểu là 5.5 IELTS để mà các bạn có thể vào học từ chương trình cao đẳng trở lên của nhà trường. Thứ hai là các bạn cần phải có điểm GPA tối thiểu khoảng 7.0 để các bạn vào học chương trình cử nhân. Thì đây là hai cái điều kiện chung mà để các bạn được vào học của nhà trường, cũng như là các bạn có thể là xin được visa của lãnh sự quán. Thì các bạn lưu ý về cái vấn đề này. Rõ ràng đây là cái yêu cầu mà rất là thấp, nên là các bạn nếu như mà có quan tâm đến ngành học về truyền thông kỹ thuật số thì các bạn đừng bỏ qua Maclay. Jenny ơi, em unmute được không? Hey, sorry. Như vậy thì đó là một số những cái yêu cầu khi mà các bạn cần lưu ý khi nộp hồ sơ xin học tại Maclay, cũng như là khi nộp visa để có thể xin qua Úc học. Và câu hỏi cuối cùng thì mình muốn dành cho cả bốn vị khách mời của chúng ta luôn. So lastly, Mr. Bart and Ms. Anthony, do you have any advice for students who want to pursue digital media and marketing? I'll go first, Emily, if you like. I think what I encourage all students to do is to do as much research as possible. Speak to the team at EMK as well. I think you need to find an institution that's right for you as well. Some students will prefer to be at a big university. Others will benefit at being at a much more niche, smaller college like us. Do a lot of research. You can search for jobs online, see what the average wages, salaries are. So I guess research, so that once you do make the decision, you know exactly what you're getting yourself into. And this way you avoid obviously any disappointment later on. So I definitely recommend doing as much research as possible. But in terms of digital media, I think it's probably one of the most exciting fields to get into at the moment. Về chia sẻ của thầy bác thì thầy có chia sẻ như sau là nếu như các bạn nào mà có ý định là đi du học thì các bạn cần phải tìm hiểu kỹ, tức là cần phải research, đúng không? Phải tìm hiểu thật là kỹ. Sẽ tùy vào là cái mong muốn của các bạn có thể học ở một trường đại học hoặc các bạn có thể lựa chọn những học viện như học viện Maclay. Cái ngành học Digital Media là cái ngành mà hiện tại mà rất là hot đấy, đối với cả cái thời đại mà hiện tại là 4.0, cũng như là do là cái vấn đề liên quan đến Covid, nên là các bạn hãy cố gắng là tìm hiểu kỹ hơn để các bạn có thể lựa chọn được là cái ngành này nó có phù hợp với mình không, cũng như là hãy tham khảo trường Maclay. Cảm ơn chia sẻ từ thầy Bart. So how about Emily? Do you have any advice that you want to send to all students?
My advice is quite personal. Digital media, I think it's a part of our lives and it will be part of our future. So we do welcome students to come to MacLay to study this course. So it's not just a bachelor degree or it's not just like a 3 years study. It's more like a part of the future. So we do welcome like a student from Vietnam to come to Australia to study here. Đối với cả ngành học truyền thông kỹ thuật số ấy, thì lời khuyên của cô Emily đó là thực sự thì ngành này ấy, nó hơi mang tính cá nhân một chút nhé. Cô không nói gì đến cái việc là các bạn lựa chọn trường như thế nào, mà các bạn chỉ cần là cái câu trả lời của cô là cái ngành truyền thông kỹ thuật số thì hiện nay nó sẽ là một phần của cuộc sống của chúng ta, nó cũng sẽ là một cái ngành của tương lai. Vì vậy mà các bạn nên lựa chọn cái ngành học này để các bạn có được một cái tương lai tốt đẹp hơn. Okay, so thank you very much. Vậy còn chị Alice thì sao, chị có lời nào muốn gửi tới các bạn nữa không ạ? Đối với cả chị ấy, thì chị có cái câu trước khi mà chị gọi là có một cái chia sẻ ấy, thì chị thấy là có một cái câu hỏi của các bạn ấy là học cái ngành truyền thông kỹ thuật số này thì các bạn có được định cư hay không? Thì để giải đáp cho các bạn trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình ấy, để các bạn cảm thấy là được thỏa mãn về cái câu trả lời, thì ngành truyền thông kỹ thuật số ấy, nó là một trong cái ngành nhỏ trong multimedia, tức là truyền thông đa phương tiện. Nên là nếu như mà các bạn nào mà học tại Úc ấy, mà các bạn muốn định cư thì ngành này có nằm trong danh sách định cư nhá, để là các bạn có thể định cư. Tùy vào cái môn học của các bạn thì các bạn có thể theo ví dụ là multimedia designer, hoặc là các bạn có thể lựa chọn là học thiên về media, hoặc là các bạn có thể lựa chọn thậm chí là thiết kế website chẳng hạn. Thì những ngành đấy đều là nằm trong danh sách định cư chung và dài hạn cũng như là ngắn hạn tùy từng bang. Đấy thì các bạn sẽ cần phải tìm hiểu kỹ trên website của bộ di trú tại Úc để là các bạn xem là cái ngành của mình mà mình muốn theo cái ngạch nào thì nó có trên danh sách định cư không và bang nào thì sẽ được định cư. Thì để mà rõ thì các bạn nên liên lạc trực tiếp với cả EMK để EMK có thể hiểu rõ hơn hồ sơ của các bạn để có thể tư vấn cho các bạn được tốt nhất. Về cái chia sẻ của chị á, đối với cả chương trình ngày hôm nay liên quan đến truyền thông kỹ thuật số ấy, thì chị thấy là chị Emily nói ấy, thì là đã có những cái mà gọi là tóm tắt và nó có cái sự truyền cảm hứng. Đấy là thực sự thì ngành học truyền thông kỹ thuật số bây giờ nó sẽ đang là một phần của cuộc sống của chúng ta rồi. Chúng ta có cái buổi hội thảo ngày hôm nay là buổi hội thảo online cũng là một phần của truyền thông kỹ thuật số. Và tương lai thì cái ngành này sẽ còn có cái tính ứng dụng rất là nhiều. Vì vậy mà các bạn hãy đưa ra cái lựa chọn sáng suốt, học ở một ngôi trường nào đấy có uy tín và họ sẽ cho các bạn những cái chương trình thực tập mà nó có cái tính thực hành rất là cao. Thì từ đó các bạn sẽ có thể làm việc được trong ngành này và các bạn sẽ thành công, kể cả các bạn tiếp tục ở lại Úc để làm việc hay các bạn về Việt Nam. Cảm ơn chị. Vậy còn về Hoàng Anh thì sao, để em có lời nào muốn nhắn nhủ đến các bạn mà đã đang và sắp muốn theo học ngành truyền thông này tại Úc hay không? Thì đối với những người đang theo học ngành truyền thông thì em có hai điều muốn gửi gắm đến cái người đã có ý định muốn học ngành truyền thông. Thì điều thứ nhất là để có thể làm được truyền thông thì em nghĩ là mọi người cần phải trang bị cho mình những cái kiến thức thật là sâu rộng, cần phải mở rộng cái hiểu biết của mình ra bên ngoài nhiều hơn. Thì bởi vì việc là làm truyền thông là việc sáng tạo, cho nên là mình cần phải có một cái tầm nhìn, một cái tầm hiểu biết sâu rộng ra bên ngoài cuộc sống. Thì em có một lời khuyên là mọi người hãy nên có thể là đi ra bên ngoài khám phá và tìm hiểu những cái điều mới lạ. Và cái điều thứ hai mà em muốn gửi rằng là gửi đến các bạn đó chính là truyền thông nó không đơn giản chỉ là sáng tạo. Để làm một người truyền thông giỏi thì người ta cần phải có khả năng phân tích, xử lý những cái thông tin dữ liệu mà mình có thể góp nhặt được ở trên, ở trong, ở bên ngoài cuộc sống cũng như ở bên trong. Thì đấy, thì họ có hai cái factors đấy cộng lại với nhau thì bạn có thể sẽ thành công trong cái ngành truyền thông này. Ok, cảm ơn em rất là nhiều và cảm ơn những chia sẻ hết sức bổ ích từ các vị khách mời và chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay. So thank you so much for your sharing and Sau đây thì chúng ta hãy cùng giải đáp tất cả những câu hỏi và thắc mắc của các bạn tham gia chương trình nhé. Và như mình có thấy thì hiện tại chương trình nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các bạn ấy. Trong đó có những câu hỏi mà mình đã được giải đáp trong phần Q&A với cả các khách mời của chúng ta rồi. Thì có lẽ là mình sẽ chọn ra 3 câu hỏi mà
chưa được trả lời, chưa được giải đáp trong phần vừa rồi thì để các vị chuyên gia của chúng ta sẽ giải đáp cho các bạn nhé. Câu hỏi đầu tiên đó là cho em hỏi là trường Maclay thì có nhiều học sinh quốc tế không ạ? Đến từ Hồng Ngọc. Thì câu hỏi này mình sẽ dành cho đại diện của nhà trường đúng không ạ? Phần này đến phần vừa rồi thì đại diện nhà trường có lẽ là chưa chia sẻ về tỷ lệ sinh viên hiện tại đúng không? So Mr. Bart, one student asked us about, you know, the percentage of international students and local students at the moment. Sure. So as Emily mentioned earlier, we were initially a domestic college. At the moment, we're transitioning to more of a balance between domestic and international students. We're definitely hoping to grow international numbers, but at the moment, we have just under 500 students enrolled. And of that 500, I would say, off the top of my head, I would have to look at a report, but I think around 220 or so domestic students, and I think 230 or 240 are international students. So it's almost a 50-50 split at the moment, which is a big change for Maclay because it used to be all domestic students. But I won't keep my answer too long, but it's really good to have both domestic and international students because I think domestic students benefit from having international students in the classrooms. And I think international students also benefit from having local students in the classroom as well. So I think we're hoping to maintain some sort of a balance in the coming years. Do you have the percentage of the international students? So probably say it's probably around 45% domestic, 55% international at the moment. Looking at our enrollments, it's around 210 domestic students out of, I think it's 445 students that we have across Sydney, Melbourne. So it's just under 50% for domestic and just over 50% for international students. Câu hỏi của bạn Jenny ấy là hiện tại thì cái tỷ lệ mà trường có bao nhiêu sinh viên quốc tế ấy, thì đại diện của trường có trả lời là do là nhà trường mới bắt đầu là trong vòng có 2 năm gần đây thì mới tuyển sinh sinh viên quốc tế, hiện tại thì tỷ lệ đang là 50-50, 45 và 55. Thì với cái tỷ lệ này ấy, thì nó sẽ duy trì được là các bạn mà sinh viên quốc tế ấy, thì có môi trường để có thể trao đổi với cả các bạn sinh viên bản địa, các bạn có môi trường để các bạn có thể thực hành tiếng Anh. Thì đấy là cái câu trả lời của đại diện nhà trường. Cảm ơn chia sẻ từ đại diện nhà trường. So thank you very much. Mình có thể thấy là có rất là nhiều câu hỏi mà các bạn đặt ở trong phần chat box. Ví dụ như là về khả năng định cư của ngành, cũng như là về chương trình thực tập, chương trình học và khả năng xin việc, cơ hội việc làm các thứ ấy, thì chúng mình có được giải đáp ở trong phần Q&A vừa rồi rồi. Có một câu hỏi nữa mà mình muốn dành cho chị Alice. Đó là việc cho em hỏi là việc học ngành truyền thông ở các trường top G8 thì có tốt không ạ? Mời chị ạ. Chị xin trả lời như sau. Thì với những cái chia sẻ của chị á, thì từ đầu chương trình cũng như là cái phần dịch mà đối với cả đại diện nhà trường ấy, thì câu trả lời của chị là nếu như mà các bạn có điều kiện và các bạn thực sự là các bạn muốn học, tức là học ở một cái ngôi trường top G8, ví dụ nhá, cái ngành mà truyền thông hay là truyền thông kỹ thuật số, các bạn có thể tham khảo trường Đại học Sydney này, trường Đại học Monash này, trường Đại học UNSW này, trường Đại học Adelaide này, trường Đại học Queensland này. Đấy là những cái trường đại học rất là nổi tiếng trong top G8 và họ có cái ngành này để là các bạn học. Thì nếu như các bạn có cái kết quả học tập rất là tốt, các bạn có điểm IELTS cao, các bạn có thể thử là xin học vào các cái trường này, đặc biệt là có thể apply một số cái chương trình học bổng. Thì không ai nói là không có cái sự so sánh thật sự luôn giữa cái việc là học ở đâu là tốt nhất, bởi vì là cái trải nghiệm thực tế của bản thân là cái quan trọng hơn so với cái việc là các bạn học ở đâu. Còn không có một cái lời khuyên cụ thể đâu, chị sẽ không bao giờ khuyên các bạn là nên học G8 hay không. G8 thì nó sẽ phù hợp cho những cái bạn mà thực sự là các bạn muốn theo đuổi cái con đường học thuật nhiều hơn là thực hành. Và thứ hai là các bạn sẽ có một cái tấm bằng cấp rất là tốt đấy, để mà sau này các bạn có lợi thế có thể là về xin việc. Nhưng mà để có cái cơ hội xin việc thì các bạn sẽ cần phải, đầu tiên là phải được có cơ hội thực tập đã. Thì cái cơ hội thực tập đấy thì nó sẽ là chia đều cho là các bạn học kể cả G8 hay là những cái trường không phải G8. Vâng, cảm ơn chị. Và mình có thể thấy là chương trình cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các bạn ấy. Và một số câu hỏi, rất là nhiều câu hỏi trong đây thì bạn Hoàng Anh cũng như là các đại diện nhà trường và chị Alice đã trả lời trong phần Q&A vừa rồi rồi. Chính vì vậy mà bởi vì thời lượng của chương trình cũng có hạn thôi, nên là khi mà
Các bạn có bất kỳ thắc mắc hay là câu hỏi gì nữa thì hoàn toàn có thể là liên hệ trực tiếp với chị Alice hoặc là với EMK Global để có thể được tư vấn trực tiếp và chi tiết hơn nữa về trường hợp của mình. Và các bạn có thể tham gia buổi talk show tiếp theo của EMK nữa với chủ đề là về ngành kinh tế kế toán vào 11 giờ trưa thứ Bảy tuần sau ngày 27 tháng 7 nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian tham gia buổi talk show ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong buổi talk show lần sau nhé. Okay, so thank you so much for your time today. Maybe we can say goodbye to all the audiences here. Thank you everyone for joining us today. Thank you. Bye-bye. Thank you, guys. Thank you, Janie. Thanks, Elise. Bye-bye.